tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nghe nói em đang nuôi dạy. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu thanh lý tiếp cho anh em một lô đồng hồ Nhật bãi vừa mới về, cực kỳ chuẩn giờ. Đấy, toàn là của Citizen thôi. Đấy, đa số của Citizen và Seiko. Đấy. Đây, đầu tiên là em giới thiệu cho anh em một chiếc đồng hồ của Citizen. Con này nó thiết kế là cái này nó là chất liệu của nó là bằng đá anh em nhé. Đấy, tượng này tượng đá nhé. Đấy. Đồng hồ mà vàng khá là sang trọng. Chiếc Citizen này để cho anh em với cái giá là 1 triệu tròn, 1 triệu thôi nhá, đúng ra là 1,3 triệu để cho anh em 1 triệu tròn nhá. Đấy, hàng Nhật. Đấy, sử dụng một pin tiểu anh em nhé. Có một cái nút chỉnh giờ đây, anh em xoay để chỉnh giờ nhé. Chiếc này để cho anh em với giá là 1 triệu thôi nhá. Rất là đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn. Anh em bày bàn khá là sang trọng hoặc để lên các cái bộ dàn âm thanh nhá. Rồi, tiếp đến cho anh em là một chiếc đồng hồ báo thức Seiner 92. Đấy. Con này là của Tenno nhá. Tenno cũng hàng bãi Nhật. Đây, anh em nhìn gần này, anh em nhìn thấy chữ Japan này. Đấy, chữ Japan đây này. Đấy, Japan nhá. Vành của nó mạ vàng, nhìn khá là hay, nhìn sang khá là sang trọng, nhìn khá là nịnh mát anh em nhé. Giờ chuẩn nhé. Con này thì lại có báo thức anh em nhé. Con này đồng hồ 4 kim có báo thức. Đây, chỗ này là có một kim để chỉnh báo thức nữa. Đây, phía sau của nó thì đây. Đây, cái nút này là chỉnh giờ nhé. Nút này là chỉnh báo thức anh em nhé. Đây, mình có thể tắt mở báo thức ở đây. Đây, nó sử dụng một quả pin. Sử dụng một quả pin. Đây, một cục pin tiểu anh em nhé. Hàng Nhật này, này, chữ Nhật này. Đấy, cái miếng này bằng gang anh em nhé. Cả cái miếng này bằng gang, đúc luôn một miếng luôn anh em nhé. Đấy, chiếc đồng hồ này thì để cho anh em với giá là 750.000 thôi. Đấy, giá rất là yêu thương, 750.000 nhé. Đồng hồ báo thức. Đấy, rất là xinh xắn, anh em bày trên bàn làm việc, phòng ngủ hoặc là bày lên các cái bộ dàn âm thanh là khá là đẹp nha anh em nhé. Rồi, tiếp đến cho anh em là đây, một chiếc đồng hồ Citizen khá là to này nữa này. Đấy, con này khá là to nhé, bệ vệ nhá. Thiết kế là 8 viên kim cương nhá, 4 viên kim cương, à 4 viên kim cương nhỏ, kim cương pha lê ở đây, 4 viên nhỏ nhá và 4 viên to. Con xoay rất là đẹp nhá. Con xoay này, con xoay đuôi phượng nhá. Đây là có cái đuôi phượng này, xoay khá là đẹp. Citizen chuẩn giờ kim vàng. Đấy, số này là số học trò, dễ nhìn anh em nhé. Đấy, thiết kế nó mạ vàng, các cái trục này nhìn khá là sang, sơn bóng. Đấy, rất là đẹp. Đây là có một cái núm xoay nhé, núm xoay bằng đồng anh em nhé. Anh em xoay hết về bên trái là để mình tháo cái núm ra được nhá. Đây, tháo ra là mình có thể lắp pin bên trong anh em nhé. Đây, bên trên này nó có một quả pin tiểu và chỉnh giờ. Đây, và dưới đáy nó cũng có một quả pin để chạy cho cái bộ con quay này nữa. Đây là sử dụng hai pin cho con quay anh em nhé, hai pin cho con quay luôn. Hàng chuẩn Nhật luôn anh em nhé. Quay Japan này, anh em nhìn này, chữ Japan này nhé. Đây, hàng chuẩn Nhật anh em nhé. Đồng hồ bãi Nhật. Con này là size khá to nhé. Anh em bày biện khá là hay, đẹp. Con này thì để cho anh em với cái giá cũng chỉ là 1.280.000, 1.280.000 anh em nhé. Kệ nó cưng rồi, nó kêu một tí là nó hết. Đấy, tiếp đến cho anh em là một chiếc đồng hồ Citizen nữa. Đấy, đồng hồ Citizen. Con này thì nhìn rất là đẹp luôn, mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Con này nó thiết kế giống con Citizen này, nhưng mà nó là cũng 8 viên pha lê, 8 viên pha lê và đuôi là đuôi phượng nhá. Đấy, nhìn rất là đẹp nhưng mạ nó vàng mạnh hơn, nhìn nó khá là sang trọng hơn. Đây, nhìn rất là đẹp anh em nhé.
Citizen chuẩn sao. Đấy, nhìn rất là bóng bẩy nha. Con này đúng ra là 1.800.000 cơ, nhưng mà anh em nhìn kỹ cái chân này, phần chân này là nó đang bị chóc cái lớp xi mạ nhá, chóc cái lớp xi mạ. 20 mấy năm rồi nó chóc lớp xi mạ, anh em về anh em rảnh anh em cạo luôn cái lớp xi mạ còn lại này đi nhá. Cạo đi cho nó hở cái lớp nhựa vàng ra khá là, thì nó đồng đều thì nó sẽ khá là đẹp nhá. Đấy, con này về anh em tự cạo đấy nhá. Đấy, con này nên là con này rẻ cho anh em rất là rẻ nhá. Con này 1.380.000 thôi. Đấy. 1.380.000 nhá, con này rất là sang và đẹp anh em nhá. Bóng nhẫy luôn. Nhìn nó cao cấp, nhìn như là nội thất của xe mẹc vậy. Maybach chứ, nhìn như nội thất của Maybach. Rất là đẹp nhá. Citizen. Đây, bóng bảy. Giờ rất là chuẩn anh em nhá. Con này nó thiết kế nó không phải là giờ nó kiểu nhảy như bình thường, những con này thiết kế nhảy như này nhá. Đồng hồ bình thường nó nhảy như này. Nhưng con này nó kiểu vừa trôi vừa nhảy cơ. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, nhìn rất là hay nhá, vừa trôi vừa nhảy nhá. Đấy. Số học trò. Dễ nhìn. Con quay đẹp. Đấy, thằng này thì cũng xoay ở đây để anh em tháo, anh em xoay ở đây em tháo để lấy pin trong này nhá. Lắp một pin trong này và pin ở dưới đít nữa nhá. Đây. À không, con này thì nó không lắp pin ở đằng sau thì chỉnh giờ thôi. Con này thì là pin lắp hết ở dưới đít này nhá. Pin này em cho anh em đi theo luôn nhá, pin max xeo xịn nhá, có ở đây cho anh em luôn nhá. Bao của pin max xeo xịn nhá. Đây. Đây, cho em Seco này đây này. Đấy. Đây, em Seco này khá là cao cấp nhá. Tất cả khối này là khối bằng kim loại nhá, kim loại. Đấy, vàng ươm luôn anh em nhá. Đấy. Kim loại vàng ươm luôn nhá, hai bên là hai bên hồi gỗ anh em nhá. Đây. Đấy, con này thì thích cho anh em thích cái sự đơn giản nhưng mà lại sang trọng nhá. Đấy, Seco luôn. Đấy. Con này là 1.200.000 anh em nhá, tất cả kim loại hết. Đấy. Seco 1.200.000. Tiếp đến cho anh em một chiếc đồng hồ Uply. Đấy. Một chiếc đồng hồ Uply của Citizen. Đấy. Uply nhá. Con này là đồng hồ Uply thủy tinh nhá. Đấy, nó sử dụng một pin max xeo xịn, nó pin trung max xeo xịn cho anh em luôn nhá. Anh em nhìn xuyên tấu qua đây có một kim chỉnh giờ ở đây nhá. Đấy. Rất là đẹp nhá. Nó có một cái bánh xe quay đây này, quay liên tục nhá. Đầu có vương miện luôn cho anh em nhé. Đấy, vương miện nhé. Đây. Cái ly này ly thủy tinh anh em nhé. Đấy, vận chuyển được nó về là rất là nâng niu luôn đấy. Đấy, vận chuyển về rất là nâng niu. Cái thủy tinh nó thiết kế kiểu gì mà mình vẫn nó có sức có nhẹ nhẹ một chút đàn hồi nhé, chứ nó không phải như thủy tinh của ly của cốc nhé, của ly của cốc đối anh em bóp được, nhưng con này có hơi nhẹ nhẹ đàn hồi mình bóp vẫn cảm nhận được. Nhưng mà chính xác nó là thủy tinh nhá, chứ không phải là nhựa đâu nhá. Anh em gõ và anh em nghe được ngay. Đây. Đây, anh em nghe thấy không? Thủy tinh chứ không phải nhựa nhá, nhựa nó không ra cái tiếng này đâu. Đấy. Đây là bản thủy tinh nhá, còn con này là bản nhựa đây này. Có bản nhựa này thì nó rẻ tiền hơn này. Đấy, bản ốc nhựa thì cái ly úp bằng nhựa thì rẻ tiền hơn nhá. Con này nó là bản thủy tinh nhá. Đấy. Đấy, nhìn cái bánh răng quay này. Số La Mã nhá, Citizen. Đấy, con này thì nó thiết kế dòng 12 kim nhá. Anh em nhìn gần anh em sẽ thấy cái kim phút nó có nhích từng tí một đây nhá. Đây. Đấy. Đấy. Có nghĩa là âm thầm nó hoạt động. Anh em nhìn cái nó âm thầm nó hoạt động ở đây. Giờ nó âm thầm nó chạy thôi, chứ nó không kiểu nhảy dây như những cái con mà 3 kim này nhá. Dòng 12 kim. Nhìn cái kiểu như là từng đồng hồ chết nhưng mà không phải. Nó vẫn sống và sự hoạt động, nó vẫn âm thầm hoạt động. Đấy, con này rất đẹp nhá. Con này thị trường bán thì dao động trên 2 triệu nhá. Nhưng mà em để cho anh em xài con này để cho anh em 1 triệu 6 nhá. 1 triệu 6 con này thôi nhá. Hàng cực kỳ độc luôn. Con này nó chất ở cái là ví dụ như về được 10 con thì chắc còn được khoảng 3-4 con là còn được cái này thôi. Đa số là nó bị vận chuyển bị vỡ nhá. Đấy. Vừa chất. Còn là cái ly úp. Đấy. Còn nhiều đồng hồ tiếp đây nhá,
tiếp cho anh em con Seiko này nhé, con Seiko này. Đấy, thích anh em thích sự đơn giản nhưng mà lại rất là hào nhoáng nhá, bóng bẩy và đẹp nhá. Đấy, bóng nhẫy luôn, con này độ đẹp của nó đẹp đến gần như xuất sắc luôn nhá. Đấy, Seiko rất là đẹp nhá, quả chân này. Nó có một cái đường vàng vẽ đây, chỉ vẽ đây rất là đẹp nhé. Seiko, con này Seiko kim trôi 3 kim anh em nhé, Seiko kim trôi 3 kim nhé. Đấy, bóng bảy đẹp nhé, con này để cho anh em với giá là 1 triệu rồi nhé. Đấy, tiếp đến cho anh em một con rất là đẹp của Seiko ấy nhé. Con này thì nó lại thiết kế là tổng nó có 4 viên ngọc trai anh em nhé, 3 viên bên dưới này, 1 viên bên trên này, quay khá là đẹp nhé, giờ rất chuẩn anh em nhé. Đấy, Seiko. Đấy, tất cả các con này là em test chuẩn giờ hết rồi và vừa mới đúc pin vào để cho nó quay nó hoạt động cho anh em nhé, nên là có thể mỗi con nó em sẽ để ở một cái mức giờ khác nhau chứ không phải con nào giống mức giờ con nào đâu nhé, chỉ có khi nào mà mình bắt đầu sử dụng mình mới chỉnh giờ về giờ đúng theo đồng hồ của mình thôi. Còn bình thường thì em chưa chỉnh đâu nhá, gọi là đúc pin cho nó hoạt động thôi. Còn tất cả là em lên video là đã test ngon rồi. Máy của Nhật thì nó giờ rất là chuẩn nhé, nó không như kiểu máy của tàu. Đấy, rất là đẹp anh em nhé. Đây, đấy, con này thì là 1 triệu. Thôi 1,5 triệu thôi, đúng ra 1,8 triệu cơ. Thôi để anh em 1,5 triệu đây nhé, 1,5 triệu nhé. Con này là size to nhé, size to đẹp. Đấy, nhìn với quả pha lê nó quay nhìn cực kỳ đẹp luôn anh em nhé, sang trọng. Đấy, chỉ vàng chạy rất đẹp luôn. Tiếp đến cho anh em một chiếc này nữa. Đấy, chiếc này để cho anh em với giá là 1 triệu nhá. Chiếc 1 triệu đồng hồ Citizen 3 kim nhá. Đấy, 3 kim và bên trong này nó là có 3 viên pha lê. Quay cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này xả nốt cho anh em 1 triệu nhá. Nhìn rất là đẹp nhá. Tất cả đồng hồ anh em mua em sẽ cho pin đầy đủ cho anh em về chỉ việc sử dụng thôi nha. Đấy, tạm thời là như vậy nhé. Em còn vẫn còn nhiều các món đồng hồ khác nữa cơ. Đây, ví dụ chiếc đồng hồ xách tay này. Đấy, thế thôi, để lên luôn cái đồng hồ xách tay này cho anh em đi. Đấy, ngoài ra còn những cái chiếc đồng hồ mà gỗ để bàn như này này, hoặc là những chiếc đồng hồ này nó thuộc phân khúc đắt tiền hơn hạng nữa này, thì em sẽ lên sau anh em nhé. Đồng hồ này còn nhiều lắm, ngoài kia còn phải 20 con đồng hồ nữa cơ. Con này quả màu thì nó hơi hơi sẫm một chút nhá, màu hơi sẫm. Con này thì nó có 4 cái pha lê xoay đây, 4 pha lê xoay nhá, 3 kim Citizen. Đấy, bên trong này cái miếng bên trong là miếng kim loại vàng ươm nhá. Đấy, hộp kính. Đấy, rất là đẹp. Đây là có quai sách này, anh em có thể sách lên treo lên, anh em có thể treo lên hoặc anh em để ớt xuống như này nhé, để bàn nhé. Đấy, con này để cho anh em với cái giá là 860.000 nhé. Cái con này là chốt nốt lô đi, 860.000 cho anh em nhé, 860.000 nhé. Bình thường em mua phải tầm trên 1 triệu nhé, 860.000 nốt anh em nhé. Rồi, tạm thời chốt lô đã, rồi có gì tính sau. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.